Nghe con nói bị hạnh kiểm trung bình, phụ huynh đến tận nhà hỏi thăm sức khỏe cô giáo. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, cô Quy cùng hai con đang ở nhà riêng tại thôn 2, xã Quảng Sơn, thì ông LMG, phụ huynh của em LMQ, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, xông vào nhà chửi bới hành hung. Nguyên nhân khoảng 1 tháng trước, em LMQ có hành vi lăng mạ, xúc phạm giáo viên nên cô Quy phê vào sổ đầu bài. Sau đó, nhà trường đã lập biên bản mời phụ huynh lên trao đổi, đồng thời xử lý hành vi của em Quy. Đến cuối năm học, nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại hạnh kiểm của em Quy. Căn cứ vào các lỗi vi phạm nội quy nhiều lần, nhà trường quyết định xếp em Quy hạnh kiểm loại trung bình của học kỳ 2 và cuối năm. Tuy nhiên, phụ huynh em Quy không chấp nhận kết quả xếp loại này. Do vậy, nhà trường vẫn giữ nguyên kết quả bởi trước đó hội đồng nhà trường đã họp 2 lần để xem xét. Vì hạnh kiểm trung bình nên em Quy không được nộp hồ sơ vào trường đại học mong muốn. Phía gia đình em LMQ cũng có lời lẽ không hay với ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Tối ngày 25 tháng 5, ông Dê đi bộ sang nhà cô Quy. Hai nhà cách nhau khoảng 100m, chửi bới và hành hung cô giáo. Khi hàng xóm đến can ngăn, ông Dê mới bỏ chạy. Cô Quy bị đánh chấn thương, chảy máu mũi nên được người thân đưa tới cơ sở y tế để điều trị, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng nhà trường. Ông LMG cũng là giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Quảng Sơn. Sáng ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long, Đắk Nông cho biết đã nắm được thông tin cô giáo TKQ, trường trung học phổ thông Lê Duẩn, xã Quảng Sơn, tố bị một người đàn ông xông vào nhà hành hung bị thương. Huyện đã chỉ đạo nhà trường báo cáo cụ thể để có hướng xử lý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cũng cho hay, công an xã đang xác minh làm rõ vụ việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.